Làn báo Phung Văn Lượng dậu bán kết Sa Lai Đông, lốc nấy mấy hơn 2 hecta bọc cơ keo. Xe tây cháu lát bọc đông cực dậu khẩn sợ. Còn nấy, báo Phân Lai xe thắm cơ mây đều hay hay lát máy cúc trí dạo cục vắn dăm. Tầng lốc nấy, còn đông keo đá đáy hơn chết thui, đáy ăn vận động đỡ không chính quyết sợ, sao lực lượng kiểm lâm. Làn báo đã thắm tỉa, cháu cơ ý đều hai con, sự đồng thoại thành đông cơ mây bậc. Áp dụng cho biện pháp thâm canh, đều cơ khẩn xịp bay, dưỡng hai, đều áo mà đến lai sen. Trước gia đình tôi thì cũng có trồng rừng, nhưng mà trồng rừng với hình thức là 5-7 năm gia đình tôi bán một lần. Sau làn khi, câu lúc nấy, mày khẩn hạ hecta, đông bọc cơ keo, đáy ăn tuyên truyền, sự làn câu tèo thoại thành đông cơ mây bậc, tèo khẩn xịp bay, lão ngấm hai, tèo áo mà đến lai sen. Còn khẩn hạ hecta đông lốc nấy, sư binh quân dắt bay, làn câu sẽ áo mà đấy, khẩn bạc mơn. Thì gia đình tôi cũng cho dự kiến là khoảng độ trên 100 triệu một hát. C là sơ, mày diện tích tôm đông bậc, Sa Lai Đông, xác định vạch bọc đông. Phát triển kinh tế tá đông, C là dắt đời cháu tiềm năng, hồng sơ hồng lao. Về bàn cặn, sơ sẽ ấn mang vạch tuyên truyền, vận động hần dâu nấy, tập trong bọc đông. Tại cháu loại phan cơ mọ, mẩy năng xuất thang háo bọc, chuyển đuôi cả mô hình bọc cơ mây bậc. Nhờ về cái thế mạnh của địa phương là có rừng tự nhiên, đặc biệt là rừng mà các hộ có bay cao khẩn dầu nấy, bọc đông cơ mây bậc, đều áo mà đáy xiết lai hơn. Bình thường sự dư lốc luôn chết bay là hẳn dầu nấy, tay thắm, đều hai. Tầng đã lốc mấy chính sách không thánh phú thọ mà việc chuyển hóa cả đông cơ mây bậc. Đặc biệt là ăn tuyên truyền cán bộ kiểm lâm, cháu cơ quan chuyên môn không ven. Sư hân rồng nấy, xe thêm đáy ăn lây ít, hòng vệch, bọc cơ mây bậc, ao thoi. Nên hân rồng đấy, tỏ xe đều, cơ mây bậc. Sau, bảo vệ đáy môi trường sinh thái đời nhất. Cho bà con nhân dân, bởi vì cái thế mạnh của xã Hải Phòng Lai Đồng là nhiều đồi cây để mà trồng các loại cây như là bồ đề, keo, bạch đàn hoặc là những loại cây giống khác. Về Tân Sơn, lốc nấy mày diện tích đông, sao tôm quy hoạch, lâm nghiệp là ai há xếp há xin, đây hong diện tích đông bọc là tham xếp xin lộc bạc hịch ta. Cục đề án phát triển đông bền vững, trung binh dắt bay, về bọc mỏ khoảng hong xin hecta đông tập trồng. Phần lai sẽ là cơ keo, sao cơ que. Đều nâng thang hơn thêm chất lượng đông bọc. Ao mà đấy hiệu quả kinh tế bền vững hé hơn dần. Tá chủ trương hong thánh Phú Thọ, về Tân Sơn đã triển khai lai giải pháp tèo, đỡ, khuyến khích hần dầu đấy, chuyển đuôi cạ, bọc đông cơ mây bậc. Bọc đông cơ mây bậc sẽ đỡ hẳn bọc đông, mẩy cuộc sống êm tông hơn, phát huy đế tiềm năng lây thế hong tưng sợ, thúc đẩy kinh tế xã hội bày hớn. Song song với cái chính sách, cái nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân huyện, thì phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban huyện là thực hiện tốt và lồng ghép các tiêu bọc cờ mây bậc, sư hẳn rộng khẩn ven, xe đá đáy đỡ mà cờ phăn, phăn đáy chuyển giao khoa học kỹ thuật lên tương lãn tham gia bọc đông. Nên hân sâu khẩn ven, xe đá yên tâm, gắn bó con đông, tỏ dậy chuyển đuôi cả bọc đông cờ mây bậc. Về cây gỗ lớn, hiện nay thì một số diện tích cũng đã bắt đầu tỉa thưa ở cái chu kỳ thứ hai, và phòng cũng chuẩn bị phối hợp với hạt kiểm lâm huyện để mà tổ chức nghiệm thu và hỗ trợ cho các hộ dân trên địa bàn huyện. Kinh tế đông đã sắp đang trở thành ngà kinh tế mũi nhọn đời về cục nả, có phần ao ma đế lai sen sau giải quyết đế vết cục hay hương xin lan dụ khẩn ven Tân Sơn. Đều phát triển đông, ao ma đáy xiên thang hơn thêm. Cháu cơ quan chuyên môn, sau cháu sơ dậu khẩn ven, đang tiếp tục tuyên truyền mà hiệu quả, môi trường, sau cao ăn kỹ thuật, bọc đông,
cơ mây bậc. Sau chuyển hóa tá đông cơ mây ý ca đông cơ mây bậc. Còn phải con bày cầu cháu doanh nghiệp cháu lan liên kết tốt sau đều bọc đông thâm canh cơ mây bậc đều phát triển diện tích đông cơ mây bậc rộng khẩn ven ao mà đấy xen thang hơn hay cháu lan bọc đông.